bạn. Nó lủng á, thì nó sẽ vá lại được. Mà vá như thế nào á, thì á, mình cũng cung cấp một loại keo để vá. Đó là vá bằng cái keo keo dán ống mình á các bạn. Cái keo nhựa PVC á. Thì các bạn ra những cái cửa hàng mà bán ống á, các bạn mua một cái chai keo nhựa PVC, chai vừa vừa thôi các bạn. Rồi ví dụ như cái hàng này nó bị xì nè, thì xì nó cũng đơn giản thôi. Như cái hàng này các bạn không biết chỗ xì á, thường các bạn bơm lên á thì bình thường mình để khoảng 5-10 phút á, thì sản phẩm nó không xì nữa, nó không xẹp xuống nữa, thì đương nhiên là cái sản phẩm nó sẽ không bao giờ bị xì rồi. Thì nếu như những cái sản phẩm nào 5-10 phút sau nó xì á, thì cái sản phẩm nó sẽ bị lủng. Thì khi bị lủng thì các bạn phải tìm được cái chỗ lủng của nó. Thì các bạn muốn tìm được chỗ lủng của nó thì các bạn phải bơm hơi lên rồi các bạn lấy một cái thau nước ra, rồi các bạn nhúng vào trong cái thau nước á, rồi các bạn sẽ tìm thấy được cái chỗ nó bị xì, rồi các bạn làm dấu, rồi các bạn làm dấu nó đi, rồi các bạn để ra bên cho nó lau khô chỗ đó, rồi các bạn dùng một loại keo, đó là keo như nhựa PVC, nhựa dán ống á, rồi các bạn để khi các bạn mua về là các bạn phải để ra một cái nắp rời nha, cái nắp rời đổ ra một cái nắp rời, rồi các bạn để khoảng có nửa tiếng đến 45 phút để làm sao mà cho cái keo nó cảm thấy mà nó nhựa nhựa các bạn, nó chết đi mà các bạn cảm thấy là không còn mùi hôi của cái mùi keo nữa đó, thì các bạn sẽ chích vô, ví dụ như lủng chỗ này đúng không các bạn, thì các bạn sẽ lấy một miếng keo đắp lên, thì các bạn nào kỹ thì các bạn cắt thêm một cái miếng sản phẩm mà nó cùng màu của mình đó, mình lắp lên nó thì ok, còn không những lỗ nhỏ thì các bạn sẽ lấy một miếng keo nhỏ gì lắp lên đây để cho nó khô là nó sẽ dính lại luôn nha các bạn, nó sẽ không bao giờ nó xì được nữa đó. Đặc biệt lưu ý là cái keo dán ống là mình mới mua về là mình không được sử dụng liền nha các bạn. Nếu như sử dụng liền vô đây là cái nhựa này nó sẽ bị chảy, nhưng mà nóng quá nó sẽ chảy thì gắt luôn nha các bạn, bị lủng luôn nha, lủng lỗ to luôn á. Nên các bạn phải để từ nửa tiếng đến 45 phút để làm sao cảm thấy không nghe được cái mùi hôi nữa, cái mùi hôi của keo á, thì các bạn sẽ để vô đây sẽ giá thì nó rất là ok. Đó. Đó là về cái cách để mà mình giá cái sản phẩm này. Nhiều nhất thì cách bơm của sản phẩm này nó có 3 cách bơm nha, 4 cách bơm nha các bạn. Chung quy lại nó có 4 cách bơm. Thì cách bơm thứ nhất á, thì cách bơm mà đơn giản nhất á các bạn, là các bạn phải có một ống bơm tay nè. Là đơn giản nhất. Thì khi ba mẹ mua sản phẩm về cho con em ta chơi hoặc là mua cái gì đó thì có thể là mua một thêm một ống bơm tay nữa. Còn các bạn khi mua sản phẩm này á, thì các bạn có ống bơm rồi thì khỏi mua ống bơm tay này. Còn nếu các bạn là chưa có thì phải mua ống bơm tay. Thì cái sản phẩm này mua về thì các bạn chỉ để vô đây thôi. Cái còi này các bạn sẽ để vô còi này. Đẩy còi này các bạn sẽ bơm lên thôi. Đó, các bạn cứ bơm lên thì hơi nó sẽ vào. Nó vào chỗ nào cứng thì nó sẽ căng thôi. Đó. Cái cách bơm này thì nó sẽ làm cho cái sản phẩm của chúng ta rất hơi đầy và no tròn, nó sẽ không bị gách nha các bạn. Nó sẽ không bị gách. Nhưng mà có một cái nhược điểm là chúng ta bơm lâu các bạn. Bơm lâu lắm. Cái cách bơm thứ hai mà để cho cái sản phẩm này bơm á, thì ở nhà thường của chúng ta sẽ có được một ống bơm xe đạp đúng không? Có ống bơm xe đạp. Thì khi có ống bơm xe đạp rồi thì ba mẹ hoặc là các bạn á, nhà mình có một cái viết á, ba mẹ và các bạn có thể cắt một cái khúc viết này ra nha. Rồi các bạn có thể để vô đây nè. Đó, các bạn để vô đây. Để vô đây thì sau đó các bạn cái đầu này các bạn găm vào ống xe đạp thì các bạn sẽ bơm lên thôi, bơm lên thì hơi nó sẽ vào. Đó thì các bạn đỡ tốn tiền mua cái này. Đó, các bạn đỡ tốn tiền mua cái này. Đó, cách này bơm cũng được. Đó, các bạn nào có sợ ống xe đạp bơm thì bơm. Rồi ok. Rồi cách thứ ba các bạn. Cách thứ ba là sao các bạn? Cách thứ ba là đơn giản hơn, các bạn không mua gì hết, các bạn đi mướn người ta bơm. Ha? Mướn người ta bơm thì đơn giản rồi, thì các bạn xách cái sản phẩm này ra, chỗ những sửa xe máy hoặc là sửa xe đạp thế này kia rồi các bạn. Ở đó có cái hơi bơm thì các bạn đưa vô đây, đưa còi người ta sẽ xịt hơi cho các bạn thôi. Thì mướn các bạn bơm. Còn cái chi phí của các bạn đem ra tiệm sửa xe bơm bao nhiêu thì mình không biết, đó là do tiệm sửa xe tự lấy nha. Rồi ok các bạn. Cái cách thứ tư bơm đơn giản hơn và nó tiện lợi hơn khi có những anh chị mà buôn bán lâu năm á các bạn. Bán những giờ cao điểm á, là với những cái sản phẩm mà nhiều các bạn. Những cái sản phẩm mà nhiều mà bơm số lượng mà khoảng có vài chục cái hoặc là có thể là nhiều hơn nữa. Thì các bạn bơm bằng cách nào? Đây các bạn. Đây là con khủng long nè. Cái những anh chị mà xài buôn bán lâu năm á thì thường bơm bằng cách này các bạn. Là bơm bằng con cốc. Con cốc các bạn bơm bằng cái dòi này.
đó, bơm một cái giò này các bạn. Và có cái con cốc này à, cái này là gọi là con cốc, con cốc bơm bơm bóng nha các bạn. Cốc này cốc đạp thì các bạn để cái chân xuống thì đạp thì cái hơi nó đi thôi. Các bạn nhìn cái hơi này rất đó, cái hơi này, cái hơi nó rất là mạnh. Nhưng mà các bạn nghĩ cái giò như thế này rồi cái lỗ như thế này thì đút vô đây làm sao mà bơm được, đúng không? Đúng không các bạn? Đương nhiên là ai cũng sẽ nghĩ như vậy, nhưng mà không, nó có một chiêu các bạn, nó có một cái mẹo. Khi các bạn mua sản phẩm này về, các bạn phải rảnh thời gian, các bạn phải bứt còi ra hết nha các bạn. Các bạn phải bứt còi, tại vì trong cái trong đây nó có một cái lớp B nè các bạn, nó có một cái lớp B đó. Mình nói thì không, các bạn cũng không hình dung được đâu. Khi các bạn mua sản phẩm này về rồi các bạn sẽ biết, thì các bạn cứ nặng cái còi này ra như mình đây này, các bạn lộn còi vô trong đúng không? Rồi các bạn bên trong nó coi có lớp B nè, nó cái còi nhọn nhọn đây nè, các bạn thấy nó nhọn nhọn nè đó các bạn, nó có một cái lớp B nên là các bạn ngắt nó đi đó, các bạn ngắt bỏ đi, nó ngắt cái kịch cái là đứt cái lớp B rồi đó. Nhưng mà cái thời gian này ngắt lúc đầu sẽ rất là đau tay cho các bạn nha. Các bạn buôn bán lâu năm thì các bạn ngắt từ từ nó sẽ quen với da tay các bạn, chứ bình thường thì nó đau tay lắm. Rồi sau đó làm sao các bạn, sau đó các bạn sẽ đưa cái giòi này các bạn vô cái lỗ này đúng không, một tay đưa đây, cái tay của các bạn phải bịnh cái lỗ này lại, bịnh này lại, bịnh cái này lại nè. Cái đầu này là chúng ta phải bịnh nè, còn cái thằng này chúng ta phải đỏ nè, đè đè lại nè các bạn. Thế là các bạn thấy nó bít lỗ nè, đâu còn cái hơi nào ra đâu, thì các bạn bơm bơm lên đó, một hơi đạp nè, cái chân đạp, cái tay đè nè các bạn, thấy không? Khi cái sản phẩm của chúng ta no tròn các bạn, khi sản phẩm của chúng ta no tròn rồi á thì chúng ta không bơm nữa, chúng ta sẽ đè, lấy hai ngón tay này chúng ta sẽ đầy đè cái còi lại các bạn, đè kín cái còi lại, rồi sau đó chúng ta đẩy nút lại thì ok, đẩy nút lại thì ok, nó sẽ không xì ra nữa. Đó là cách bơm thứ tư và đã tiện lợi nhất cho Dũng, những anh chị mà bán lâu năm mà muốn bán được cái sản phẩm này, bán nhiều nha, bán ngoài thị trường á. Nhưng mà trước khi bán cho con em chúng, cho khách hàng á, thì các bạn phải dặn bằng, các bạn phải đè còi vô nha các bạn, để làm chi, để cho con em chúng ta khi, để cho các em chơi á, sẽ đụng cái còi này nhiều khi nó sẽ không làm sức, tại vì nhiều khi mình buôn bán á, mình không thể nào mình giới thiệu hết được cái cách này cho ba mẹ biết được. Lỡ như ba mẹ không biết á, ba mẹ cứ con em chúng ta cầm này xì ra, cái nó xì ra, nó xì hơi ra luôn các bạn, nó xì ra hết thì nó sẽ lép cái hơi luôn đây, nó sẽ lép thì ba mẹ tưởng đâu có hàng này xì đó, rồi ba mẹ cũng nghĩ rằng là chúng ta bán hàng kém chất lượng đó, ba mẹ không biết rồi ba mẹ dục bỏ thì lãng phí. Thì đó là những cách lưu ý của mình hàng phao. Còn nói chung về cái sản phẩm hàng phao thì nó nhiều mẫu mã lắm các bạn, mẫu mã nhiều lắm, dường như banh bảy màu nè, nhiều mẫu mã nhiều dữ lắm. Các bạn muốn biết chi tiết về những cái sản phẩm này như thế nào thì các bạn vào website của mình đó, thì các bạn sẽ biết được rõ hết chi tiết nha, về cái kích thước cũng như về cái hình ảnh sản phẩm đó. Rồi ok các bạn, có cái việc gì khó khăn trong quá trình bơm hàng phao này hoặc là cách vá hàng phao này thì các bạn có thể để lại bình luận ở dưới video á, mình có thể hỗ trợ và giúp các bạn. Và cảm ơn các bạn rất nhiều.